Vâng, vậy cho nên là thưa các anh chị rằng là cho dù con các anh chị làm nghề gì, sống ở đâu, thì chúng ta vẫn tìm đến một cái chân lý, đó là trí tuệ, thành công và hạnh phúc. Vậy thì để làm được việc này thì một học sinh trung học phổ thông chúng cần phải được rèn luyện những thứ này. Một, đó là thân kỷ luật. Rèn luyện thói quen thể dục mỗi sáng, rèn luyện thói quen tập trung khi làm việc, rèn luyện thói quen đúng giờ và rèn luyện thói quen không bỏ cuộc, vất vả vẫn cố gắng chịu được. Đấy, thì như vậy là một là rèn luyện thói quen kỷ luật. Thì hiện nay ở trường trung học phổ thông của Siêu Việt Nam thì bọn tôi đưa cái mô hình này thành mô hình quân đội, và trong suốt 3 năm phải làm việc theo kiểu giờ nào việc đó và rèn luyện suốt cái này trong 3 năm để hình thành một thói quen tốt. Tiếp theo là chúng phải có tuệ khai phóng. Khai phóng là gì? Khai mở là mới giải quyết được là mình có trí tuệ cho mình thôi. Khai phóng là còn trao đi được, còn chia sẻ đi được, còn giao tiếp được, còn sống chung được. Thì như vậy, cái đấy gọi là khai phóng. Thì như vậy là xây dựng được ước mơ cho bản thân là khai mở đấy. Xây dựng được lộ trình hành động để đi đến ước mơ. Cái này chính là gì ạ? Cái bản đồ ước mơ của cháu để tạo ra cái khát vọng cho chính cá nhân mình, rồi thấu hiểu quy luật cuộc sống để cân bằng, để bước đi mà không đạp vào quy luật. Rồi cuối cùng là phải có khát vọng để xây dựng quốc gia. Thì thưa các anh chị, Tuấn có một trong những cái khát vọng rất là lớn, đó là chúng ta cùng xây dựng, đồng hành xây dựng với nhau một cái quốc gia Việt Nam mình thịnh vượng và phải được ghi dấu ấn tự hào ở trên bản đồ quốc tế. Để làm sao đấy chúng ta đi đến đâu, chúng ta tự hào về con người Việt Nam, tự hào về dân tộc. Thì cái này hiện nay thì Tuấn rất là tự hào về dân tộc Việt Nam. Bởi vì thưa các anh chị, đến bây giờ khẳng định là con người Việt Nam mình làm bất cứ việc gì cũng làm được, cực kỳ thông minh, chịu khó, thông minh. Nhưng có điều là có một cái lộ trình bài bản để xây dựng, để tận dụng toàn bộ cái nguồn lực thông minh đó để biến nó thành trí tuệ, để ứng dụng vào đời sống, thì mình chưa có một lộ trình. Cho nên là cái khát vọng quốc gia ở đâu đó nó vẫn còn đang rất là mờ. Và hiện nay chính phủ cũng đã hình thành một cái chính phủ kiến tạo, và trong đó có cái nền tảng là quốc gia khởi nghiệp. Thì đó là cái cơ hội để các bạn trẻ, để con mình cùng với đất nước, cùng với chính phủ để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và tự hào. Thì cái này gọi là tuệ khai phóng. Cái tiếp theo nữa là mỗi một đứa trẻ cần phải có tâm yêu thương, đó là yêu thương và chăm sóc người thân, biết cách nhận diện con người, biết cách ứng xử với từng nhóm người và biết cách học hỏi hoặc nâng đỡ những người xung quanh. Cái này chính là người tử tế đấy ạ. Vâng, thì như vậy với ba cái mô đun chính là thân, tâm và tuệ để hình thành nên một đứa trẻ có đảm bảo 7 cái mô đun thì chúng bước vào đời. Thì thưa các anh chị, cái này các anh chị có thể bám vào đây để từng bước, để gì ạ, cùng với con mình đồng hành, mình tạo dựng cho con những cái yếu tố này. Và muốn tạo dựng cho con được những yếu tố này thì bắt buộc cha mẹ phải có cái gì mới tạo dựng được cho con. Còn nếu không có những cái thứ này mà chúng ta biết cách, không biết cách giáo dục con bằng cách nào, vì do chúng ta không có chứ mà chúng ta không yêu thương con, thì có thể là chúng ta cùng đồng hành với nhà trường để hai bên, phụ huynh cũng hiểu rõ câu chuyện này, nhà trường cùng làm câu chuyện này, và các con nó cũng hiểu rõ câu chuyện này, xây dựng một bản đồ cho tương lai. Và đi học là đi học cho chính nó chứ không phải là học cho cha mẹ. Đây là thứ mà rất là quan trọng. Thì như vậy đây là cái phương pháp huấn luyện để hình thành những 7 nền tảng. Và thực ra nó chưa biến thành kế hoạch hành động, nó chỉ là phương pháp thôi. Và muốn có kế hoạch hành động thì chúng ta cùng với nhau để phải xây dựng một cái kế hoạch chi tiết. Trong suốt mấy năm con cái, các cháu nó học cấp 3 thì chúng ta mới làm được việc này, thì mới tạo ra một đứa trẻ có một cái bệ phóng vững chắc trong tương lai. Vậy thì bây giờ là chúng ta hiểu được cái mô đun này rồi, thì sang đến cái chương thứ 3 chúng ta phải đặt câu hỏi, vậy thì cụ thể cha mẹ phải làm gì để tạo nên những cái giá trị này cho con, để con nó thành công trong tương lai. Mời các anh chị qua chương 3.